Rồi, xin chào các bạn đang quay trở lại với cái video ngày hôm nay của mình nha. Mệt quá các bạn ơi, thì ta hết mồ hôi rồi. Thì các bạn thấy đó là mình vừa cho các bạn xem cái quá trình mà mình vệ sinh cũng như là mình ráp lại cái bộ máy mà hôm bữa mình mua với chai 150.000 á. Thì giờ đang chạy đây nè các bạn. Đang chạy cho các bạn coi nè. Đấy, đang ráp và đang chạy rồi. Và nó đang được chạy cái Windows XP. Đó. Thì hôm bữa mình có nói các bạn là mình đang làm một cái project ha, thì mình đó chính là cái bộ máy này của mình. Thì như các bạn cũng biết là cái bộ máy này đối với cái thời điểm hiện tại bây giờ thì nó khá là cổ, và đối với một số bạn thì đây là một cái bộ máy rất rất là cùi bắp luôn ha, rất là cùi bắp luôn. Tại vì bây giờ các bạn có điều kiện các bạn xài những cái bộ máy tính mà khủng, cấu hình khủng, rồi nhiều tiền lên đến chục triệu hoặc là vài trăm triệu đấy, rất là nhiều những cái máy dữ dằn luôn. Nhưng mà đối với mình thì đây là một cái bộ máy mà mình có thể gọi là dream PC ha, dream PC, cái bộ máy ước mơ đó. Thì đối với cái bộ máy thế này vào những cái năm mà khoảng cỡ 2004-2005 á, thì nếu như bạn có một cái bộ máy thế này thì nó đúng là một cái bộ dream PC và có thể gọi là gaming PC vào cái thời điểm đó. Thì hiện tại bây giờ mình cũng sử dụng rất là nhiều những cái máy tính có nhiều cái cấu hình khác nhau, nhưng mà mình vẫn có một cái ý định, mình nuôi một cái ý định là mình sẽ cố gắng mình tìm lại được một cái bộ máy mà ngày xưa mình từng xài, đó là cái bộ máy Pentium 4 đó. Cho nên là mình mới cố gắng mình tìm một cái bộ máy để mình mua. Thì vô tình là bữa đó mình mua được ve chai cái giá khá là bèo, và nó đúng cái bộ máy mà mình đang tìm kiếm để mình làm thực hiện cái project này. Thì thực sự ra đó là cái bộ máy này mình bây giờ mình làm thì mình cũng chưa có xong đâu các bạn, chưa có xong hoàn toàn đâu, mình chỉ mới được một số cái à. Đó là mình gỡ hết ra, mình vệ sinh lại, rồi mình có gắn thêm cạc màn hình rời, cái cạc màn hình rời của mình đấy, đấy rồi gắn thêm cái cạc wifi vào để sử dụng internet để cho nó được tiện lợi, nó khỏi phải gắn dây vướng víu ha. Đó, nói chung là đây này các bạn nhìn này, thì mình cũng gắn nói chung là tạm thời ok, nhưng mà bây giờ thì nó vẫn còn thiếu một số cái, nó vẫn còn thiếu một số cái nữa mình vẫn chưa có mua được. Đó thì mình đang muốn là mình tìm được tất cả những cái đồ mà một cái bộ máy ở cái thời điểm mà khoảng cỡ năm 2004-2005 đó mà ngày xưa mình đã từng xài, đó là bộ Pentium 4, cái cấu hình nó khoảng cỡ 3GB cho đến 3GB 6, và cái mức lượng RAM của nó là từ 2GB trở xuống thôi. Đó thì các bạn cũng biết là Windows XP mà 2GB RAM là ok rồi nếu như bạn xài 32 bit, và rất là ít người xài 64 bit. Đó cho nên là cái RAM 2GB là quá dư thừa rồi đấy. Thì hiện tại bây giờ là mình đã có cạc màn hình và mình có thêm cái cạc wifi nữa. Thời buổi đó thì không có cạc wifi đâu, bây giờ cạc wifi là ok rồi đấy. Thì mình đã có cạc màn hình, cạc wifi, bây giờ còn mình còn thiếu một số cái nữa, ví dụ như là cạc sound, cạc âm thanh đó. Thì ngày đó mình có xài cái cạc âm thanh, cạc Qwerty. Thì bây giờ cũng có rất là nhiều những cạc Qwerty, nhưng mà nó là cạc đời mới thì mình không có thích cho lắm, bởi vì nó không có nó không có phù hợp với cái Windows XP ngày xưa mình xài. Đó cho nên là mình đang muốn tìm những cái cạc mà hồi trước đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ mình tìm chưa được. Cho nên là mình build chưa có xong, mình chưa thực hiện xong project này. Thì hôm nay mình mới làm được có nhiêu đây thôi, đuối quá, tắt hết mồ hôi rồi. Đấy thì quay lại cái video cho các bạn xem tí thôi ha. Và mình có thể gọi đây là một cái part 1, là cái phần 1 của cái project này của mình. Và mình sẽ tiếp tục mình săn lùng, tìm kiếm đồ để mình mua về, mình tiếp tục cho nó xong cái project này để cho các bạn xem. Rồi thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.
Xin chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.